thủy cung này chúng ta có những cái gì đặc biệt ngoài những việc chúng ta tham quan ngắm cảnh? Lúc ấy là mình nhìn lén cái bản đồ ấy, mình đã thấy được là trong này sẽ có những loài động vật ở dưới nước và đặc biệt là có cả những loài động vật ở trên bờ. Chúng ta sẽ có thêm nhiều những thứ nữa, thì tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong nhé. Và chiếc Oppo A9 2020 đã đồng hành cùng mình rồi, và tí nữa thì bạn Linh sẽ chụp ảnh. Chúng ta sẽ cùng giới thiệu thêm cùng chút cả những thông tin về chiếc Oppo này nhé các bạn nhé. Ok, và bây giờ thì vào tham quan thôi nhé. Go go. Bạn Linh của chúng ta đang chụp ảnh những con cá rất là to này bằng chiếc điện thoại Oppo A9 2020 này. Và mình giới thiệu qua một chút chiếc Oppo A9 2020 này thì nó là một sản phẩm mới ra mắt của Oppo trong năm nay. Hiện tại chúng ta đang được đặt hàng và chiếc điện thoại này có màn hình 6.5 inch, cũng như là nó có 4 camera sau và một camera chính là 48 megapixel cộng 2 camera chân dung cộng với một camera góc rộng. Đặc biệt là camera trước của nó thì có 16 megapixel cũng có thể tự sướng và chế độ làm đẹp rất là đẹp. Đấy, ngoài ra đấy, bạn Linh đang tự sướng ngay ở trước này. Tí nữa chúng ta cùng xem ảnh xem là chiếc điện thoại này ra thì nó sẽ có cái, trong bóng tối như này thì cái ảnh để lên nó sẽ đẹp như nào nhé các bạn nhé. Ngoài ra chiếc chụp kiểu ảnh nào đang tối nhưng không sao, everything will be okay. Đây là tính năng chụp ảnh mà khi mà trong bóng tối thì nó sẽ chuyển sang chế độ close shot này. Các bạn thấy tự động luôn, rất là sáng. Quay Linh ơi, quay ra đây để chụp. Đấy, đấy các bạn này là đấy, rất là sáng luôn. Hoặc là chuyển sang chế độ mút closer sôi xóa phông, thấy không? Chụp gặp Linh đó, xem lại ảnh. Nó cứ muốn hôn trộm cái má mấy lần ấy.
nó ok. Và sau khi mà trải nghiệm với cả các loài bò sát thì Linh thấy yêu bò sát hơn. Không, không hề yêu. Chúng cũng không quá là đáng sợ, bởi vì là chắc là mọi người cũng đã chọn ra những cái loài mà nó kiểu hiền lành nhất để cho và thì tiếp xúc với con người rồi. Và sau khi mà đã trải qua một nỗi sợ về loài bò sát thì Linh ta sẽ dẫn các bạn đến một nỗi sợ lớn hơn, đó chính là cá mập. Linh ạ, thế thì sau khi được sờ những loài bò sát rồi thì Linh sẽ chọn thế giới động vật không khám phá các loài bò sát hơn. Em không muốn khám phá thêm nữa. Thế là quá đúng, đúng rồi, quá đúng rồi. Ok, và bây giờ chúng ta hãy gặp cá mập thôi. Chưa được nhìn bao giờ những vậy. Loại cá vừa to vừa nhỏ lại vừa có. Vậy thì anh ấn tượng nhất với loài nào? Anh ấn tượng nhất về những loài bò sát, bởi vì hôm nay anh được chạm vào chúng. Anh chạm vào chúng mà. Còn em thì em ấn tượng nhất là, để xem em ấn tượng nhất là con gì nhá. Không phải ai. Thật sự thì hôm nay em chẳng ấn tượng con gì. Tại vì Linh rất thích là con cá mập to. Đúng rồi, vì là ngày hôm nay là vào đây thì rất là mong tìm được những cái con cá mập cực siêu to khổng lồ như trong phim vậy, nhưng mà không có. No, toàn là những chú cá mập con Linh gì đấy, rất thích những thứ to. Đây là hẹn Linh ở biển. Đây nè, con cá rất là to này. Đây là con cá đuối. Rất là thú vị để chúng ta có thể tham quan và đi chơi vào những khu điểm vào cuối tuần. Hoặc là như ngày hôm nay là ngày bình thường, ta có thể được. Một ngày bình thường chỉ đơn giản là đi tan học về sớm và đi chơi thôi nha. Hoặc là trốn học. Rồi, và hy vọng rằng sau clip này thì các bạn sẽ tìm được thêm một cái địa điểm mới thú vị để cho chúng ta có thể đổi gió vào một số dịp để có thể vui chơi cùng bạn bè hay là người thương này. Và đừng quên là hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ Theo Story TV nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.